lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong tiệm net. Thì tụi em dành chung một cái máy chơi game, Lúc đầu tụi em đã không ưa nhau sẵn rồi, là em ở cái xóm đó, ảnh từ một cái xóm cái ảnh tới là mà ảnh em có không ưa rồi. Nên khi giành máy là ghét nhau luôn. Hai em là lần đầu tiên là quen nhau như thế nào ta? Cái lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong tiệm net. Thì tụi em dành chung một cái máy chơi game, Lúc đó là bao lâu rồi? Thời điểm tới hiện tại tụi em ở chung với nhau là được 15 năm. Cách đây 15 năm như nữa. Như vậy thời đó là cái thời quánh võ. Võ Lâm Truyền Kỳ với dạ nhảy áo đi sập. Dạ đúng, Lúc đó là bạn mới 15 tuổi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, mà bạn đã có một cô bạn gái xinh xắn như thế này rồi. Lúc đầu tụi em đã không ưa nhau sẵn rồi, là em ở cái xóm đó, ảnh từ một cái xóm tới ảnh tới là mặt ảnh đó không, em có không ưa rồi. Nên khi giành máy là ghét nhau luôn. Nhưng mà lúc đó là Phương Miên á có đẹp như bây giờ? Cái ấn tượng đầu tiên mà em gặp vợ em là em thấy không có cái ấn tượng gì luôn, mà em chỉ có suy nghĩ trong đầu là ủa tại sao vợ em đen quá vậy, chứ xin bạn này là nữ mà tại sao đen quá vậy. Nhưng mà được cái là cũng cao với lại tóc dài. Còn ngoài ra em không thấy không có cái ấn tượng gì hết. Còn em thì sao? Em thì thấy tại vì bạn bè xung quanh em thì nói là trời ơi mới có thằng này nó mới tới xóm mình nó đẹp trai đó mà biết không, trời nó cắt tóc cái kiểu này nọ, ta cũng thấy nhìn cũng bình thường, có gì đâu đặc biệt, thấy mặt thấy ghét, cái mặt nhìn chảnh á anh. Đó nên là em không ưa luôn. Rồi đến khi nào thì mới có ấn tượng với nhau, ấn tượng ấn đẹp. Tượng khác đó, ấn tượng đẹp á. À là ảnh dụ em, em đang từ chơi game audition, em chị của em dụ em qua chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Xong mới phát hiện ra ông này là sư phụ của chị. Đó rồi sau bắt đầu sư phụ này dụ đệ tử. Thời đó là mình phải nạp kim nguyên bảo đó, đó là để mình chơi game đó, thời gian đó. Anh không có tiền hay kẹt tiền không biết nữa, anh dụ em hồi đó là 20.000 để nạp cái viên đó đó. Xong anh em nạp cho ảnh, cái xong rồi anh nói là không bao giờ nạp cho ảnh đi, rồi anh sẽ trả cho em một chầu trà sữa. Nhưng mà đến lúc trả chầu trà sữa cũng hiếu tiền nữa, ly trà sữa có 17.000 à, anh mới thiếu em 3.000. Em lời được 3.000. Có nghĩa là em trả ly trà sữa đó là 17.000, em lời được 3.000, nhưng mà tiền xăng với lại tiền xe vẫn là vợ của em ra nữa, em còn lời hơn phần đó. Dạ. Cái thời điểm đó cái xe bị dại chai á, em không biết luôn á. Rồi khi mà em phát hiện ra mình bị dại vậy đó, rồi em có ý định em trả thù hay là em làm một cái gì đó để mà cho đến ngày hôm nay là hai đứa coi như gắn kết buông không nổi không? Dạ không, là em không có, em chỉ suy nghĩ là tìm cách nào để lấy lại hết 20.000 của mình. Thì đó, đó là một cái cách mà để không bao giờ buông đối tượng ra được đó. Dạ. Cho nên mới bị dính tới bây giờ. Dạ. Đó. Không thì em vẫn giao lưu nguyên một cái group để mình chơi và cái game đó thôi. Sau một thời gian, ý là đi chơi qua lại các kiểu với nhau nói chuyện, rồi một thời gian khoảng 4-5 tháng á, là tụi em bắt đầu mới tách đi chơi riêng. Ai là người gợi ý cho cái việc đi chơi riêng? Dạ ảnh, dạ ảnh. Cái thời điểm đó là bạn này mới vừa mua cái điện thoại di động. Rồi xong rồi em thì đang thích giống như là cái kiểu như là mình nhắn tin, mình cái cảm giác mình sẽ nhắn tin như thế nào. Xong rồi cái em về mượn điện thoại ba của em nhắn tin. Thì cái thời điểm đó cái nhắn tin qua lại, cái mỗi lần tối đọc tin nhắn cái cảm giác là nó thích lắm. Người mình nó sao á, cái mình cứ muốn nhắn tin. Xong rồi cái tới một thời điểm nào đó cái em nó thôi đi chơi đi, mình hẹn nhau mình đi chơi. Mấy đứa là hẹn nhau đi chơi mà đi ở đâu? Cái thời gian đó tụi em chỉ chạy vòng ngoài đường thôi. Cái về sau mà cái lần đầu tiên mà tụi em cùng ăn chung là gà rán. Dạ, là lần đầu tiên cùng nhau ăn chung mà đi hẹn hò. Mà đó tiền ai trả ta? Không nhớ nữa, hình như Hùng vô sao á. Chà, Hùng luôn. Hình như thời điểm đó Hùng hay sao á, không nhớ nữa. Ủa lúc đó vậy đâu có được chạy xe máy đúng không? Còn nhỏ mà. Dạ đúng rồi, tụi em đi xe đạp. Đi xe đạp hả? Dạ. Thời điểm đó là em còn nhỏ nên đâu có được đi khuya đâu ạ. Ở 10 giờ, 9 10 giờ đổ lại. Đi những con đường như thế nào? Dạ bên nước ngoài, Vậy đi có sợ không? À, em ở trong chổng mà em cũng không có gì để sợ đâu anh. Tại giờ mình sợ mình cũng phải sống trong chổng đó. Thì ảnh được cái ảnh cũng không sợ ma luôn. Em sợ ba em chứ em không sợ ma. Tại vì em đi chơi về trễ là ba em sẽ đập em. Cho nên là thà là em ban thẳng vô trong đường mộ luôn. Có cái đường nghĩa địa thì em sẽ cắt thẳng vô trong đó để em đạp về là nó sẽ là đường đỡ cực gần hơn nhất. Đúng không? Dạ đúng rồi, đỡ cực hơn. Em chạy về trong cái nghĩa địa đó thì có một cái huyệt nó đang đào mà em không biết, cái em cứ chạy lủi em gớt xuống đó luôn. Nhưng sau đó cái xe đạp nó nằm cắm thẳng ở dưới đó. Cái bắt đầu cái dựng chiếc xe đạp lên, cái bò leo lên, xong cái lấy dây để móc cái xe đạp lên, đi kiếm cọng dây đó để mình móc được cái tay cầm của xe đạp mình kéo lên. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Mà lúc em không sợ luôn. Dạ, kiểu như lúc đó em nghĩ là nếu như mà mình về trễ thì mình sẽ bị ba quýnh còn sợ hơn nữa. Sợ ba hơn. Dạ. Sợ ba hơn sợ ma luôn. Dạ. Chứ gặp anh Biên là anh xỉu rồi đó. Trời xỉu. Thì có xỉu hết. Rồi bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức là yêu nhau mà gia đình biết?
Tính ra 1-2 năm là bị phát hiện. Tại vì giống như là anh bị lơ là chuyện học á, và phát hiện ra em. Rồi xong gia đình cấm cản là thôi lo học đi cái kiểu này nọ. Hai đứa em vẫn tiếp tục âm thầm lén quen nhau. Đến khoảng 5-6 năm á, thì gia đình đồng ý. Hai bên gia đình cho quen nhau. Nhưng mà tại sao tụi em tới mười mấy năm tụi em mới đám cưới? Tại vì em tuổi ngọ. Thì ba em nói theo tử vi á, con gái tuổi ngọ thì rất là dễ lấy hai đời chồng à. Nếu mình lấy sớm quá thì mình dễ sẽ ly dị lấy một người khác. Mà em thì không thích như vậy, nên cả hai đều sẽ chấp nhận nhau là quen đến khi mà em 27-28 tuổi à. Thì mới bắt đầu đám cưới à. Hai đứa đám cưới được mấy năm rồi? Dạ, 5 năm. 5 năm rồi, 20... có baby chưa? Dạ, tụi em có hai bé.